Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2009, và hôm nay chúng ta sẽ học vào một câu kinh Pháp Cú. Ngày xưa thưa các vị là tôi đã có dịp đến đây dạy kinh Pháp Cú từ những năm 2003 hay 2004 gì đó, rất là sớm. Lúc đó cái chánh điện còn ở nhà bếp, chắc các vị biết là mỗi buổi tối cái lớp học chừng 5-3 người thôi. Và không biết hôm nay có những học trò cũ của tôi hay không thì tôi không biết, nhưng ngày xưa rất là và thầy trò học rất là nội bộ. Tôi cứ hình dung là đốt cái đèn dầu leo lét học giống như ở nhà quê, và cái không gian nó chật và cũng ấm cúng. Thế rồi ngày tháng nó đi qua rất là nhanh. Tôi cũng dạy kinh Pháp Cú rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà kinh Pháp Cú là một văn bản nó rất là khô, cho nên các Phật tử họ học, họ ngồi họ gật đầu họ khen quá, cho nên tôi phải thay đổi. Cứ gật vậy mình tưởng họ khen hay chứ quá ra họ ngủ quá. Và thưa, cuối cùng tôi phải kiếm những cái bài thơ, tức là những bài thi ca của thiền, là mình phải pha sữa rất là lỏng để người ta uống không có ngán. Pháp Cú là một loại sữa đặc, họ uống vô họ uống không nổi. Lời của Đức Thế Tôn nó cô động, nó sáng ngời trí tuệ, thế nhưng mà nghe khó vô là một, thực tập càng khó hơn là hai. Do vậy cho nên tôi đem thi ca của thiền, và rất là lâu mới có dịp trở lại những cái câu kinh Pháp Cú như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ học vào câu kinh Pháp Cú thứ 176, ngắn thôi, 20 chữ thôi, không hơn, mỗi câu 5 chữ. Tôi hy vọng là các vị có thể học thuộc lòng, rất là hay. Mình đọc trước, mình chép bản sao. Ai vi phạm chánh pháp, ai ưa lời vọng ngữ, ai không tin lời sao, không ác nào không làm. Mình đọc lại. Ai vi phạm chánh pháp, ai ưa lời vọng ngữ, ai không tin lời sao, không ác nào không làm. Rất là hay. Nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường, thưa các vị. Cái câu kinh Pháp Cú này nó có cái duyên khởi là một hôm Đức Thế Tôn đang thuyết pháp ở Kỳ Viên Tinh Xá. Vua, quan, thính chúng cả mấy nghìn người, chư tăng về 1250 vị tỳ kheo đang theo bên Pháp Tòa của Như Lai đang học. Thế mà có một cô gái ngoại đạo, cô vô cô đứng trước Pháp Tòa Như Lai, cô sĩ mà cô nói: này cái lão cù đàm, ông có biết rằng ông đã làm cho bụng của tôi lớn như thế này không? Đó là cô độn bụng lên vậy. Ông đừng ở đó mà nói chuyện phạm hạnh thánh hạnh, ông phải lo lắng cái chỗ để cho tôi sự soạn có em bé với ông. Các vị thử hình dung là đang giữa pháp tòa thanh tịnh trang nghiêm, người ta tu tập thế này chưa phải là Thế Tôn đâu, ví dụ như là thầy Phước Tịnh thôi. Có một người nào đó mà vô mà sĩ mã mình nói một lời như thế thì thưa các vị, chắc chắn là mình không có đủ bình tĩnh để ngồi yên bình mỉm cười tươi tắn như thế này đâu. Mặt của mình nó sẽ biến sắc ngay. Dù là mình tu tập mình trầm tĩnh mấy đi nữa, nhưng mà cái sự đột xuất của sự việc nó nổ ra như giữa trời không, không có chuyện mưa mà sóng nổ, thì các vị thử hình dung là người ta kinh hoàng đến độ nào. Cái điều hay của Đức Thế Tôn là Ngài trả lời một câu
Ngài nói là: này thí chủ, cái điều này chỉ có Như Lai biết và cô biết mà thôi. Ý của Ngài muốn nói điều gì? Thưa, ý của Ngài muốn nói là ngay nơi tâm thức của cô, cái ác niệm nó khởi lên muốn vu cáo cho tôi thì cô biết. Như Lai biết là phạm hạnh của Như Lai rất là tâm sạch, rất là tâm sáng, như trăng giữa trời không, không có một mảnh mây, sáng bừng tuệ giác. Chỉ điều này chỉ cô biết và ta biết. Cô gái kia lật lọng lại cũng có ngôn ngữ ấy, nhưng mà cô nói đúng rồi, chỉ có ông với tôi biết thôi, chứ đâu ai biết được cái chuyện của giữa chúng ta. Thế là Thế Tôn mỉm cười và im lặng. Và sau đó thì thưa các vị là chư thiên ở những tầng trời tự nhiên nghe cái ngôi của mình ngồi rung động thế này, chấn động rất là mạnh như địa chấn. Ngài kinh hồn, ngài nhìn xuống nhân gian, ngài thấy là người con gái ngoại đạo tên là Chiên Già du khống Đức Thế Tôn, cho nên Tứ Thiên Vương mới xuống hiện là một con chuột và bò vào bụng của cô ta, cắn cái sợi dây cái nó rớt cái chảo xuống. Quá ra là cô độn cái nồi vô trong bụng vì nó to lên, chứ Thế Tôn nào hề có cái chuyện mà ô uế như vậy. Và thưa các vị là sau đó cô rời khỏi tinh xá không mấy chốc thì đất nứt ra và cô rớt xuống địa ngục liền trong lúc hiện sanh. Quả báo đến với cô hiện tiền này. Trước khi đi vô câu pháp cú này thì có vài chuyện mình nói. Có phải Đức Thế Tôn rất là ác độc làm cho cô gái kia bị đọa địa ngục không? Thế thì cái gì làm nên? Cái gì làm nên? Thưa các vị, nghiệp nó đến không có chạy trốn được. Mình tưởng là các bậc thần linh hay là các vị Bồ Tát hay là ông Tiêu hay là ông Thiện ông Ác trừng phạt mình, ghi tội mình chứ thưa không. Thưa các vị là tâm thức của các vị nó ghi sẵn chứ không cần ai ghi cả. Các vị làm bất cứ một việc gì, tâm của các vị nó chứa nhóm, nó ghi lại. Mình khởi một ý niệm thù hận ai, trách cứ ai, muốn quỷ nhục ai, muốn hành hạ ai, tự lòng các vị đã ghi sẵn cái nghiệp nơi tâm thức các vị rồi. Mình chưa nói cái nghiệp đó nó sẽ đến với các vị trong cái chiều dài của thời gian. Ngay khi mình khởi tâm bất thiện, các vị đã đang đặt các vị vào trong địa ngục mà các vị không hay. Mình thử hình dung là khi mình giận run người, khi mình phiền não, khi mình bất an, khi mình lo âu, khi mình phiền muộn, khi mình thất vọng tràn đầy, mình thù hận con người, lúc đó các vị thử nhìn lại lòng các vị coi. Các vị thấy rất là tội nghiệp cho mình. Mình thổn thức, mình khổ sở chứ không ai khổ sở cả. Người ôm cái nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương tràn đầy trong tâm thức, người đó đang đặt mình trong địa ngục, chứ không phải là đợi chết rồi mới đọa địa ngục các vị. Thế thì nghiệp nó đến từ trái tim của ta. Tim của ta chất chứa những nỗi niềm quán thận càng nhiều thì mình đọa lạc sớm thôi, đọa lạc ngay hiện đời trong lúc mình còn sống đây. Các vị thù hận ai thì các vị thấy lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng rất là tội nghiệp. Các vị giận người ta, các vị trách cứ người ta, những cái loại năng lượng nó nhẹ. Nếu có một người nào gây khổ đau cho các vị giận quá, các vị thù hận vô cùng, thì các vị thử nhìn lòng mình có nó thổn thức tội nghiệp lắm. Hơi thở mình không đủ dài đâu, mình thở rất là ngột ngạt. Thì ngay đời sống ta đã nhận được cái quả báo đến với ta liền nếu ta làm bao nhiêu điều ác. Không có gì tuyệt vời bằng làm lành cả các vị, không có gì tuyệt vời bằng sự tu tập hết. Cái cô Chiên Già kia thưa các vị, mà lấy một vị phàm phu, quả báo nó đến chậm. Tại sao? Tâm các bậc thánh, các bậc Bồ Tát, các bậc đạo sư như mảnh gương rất là sáng. Mảnh gương sáng thì sao? Các vị đến, các vị trợn mắt thì gương nó phản chiếu lại hình các vị trợn mắt ngay, nó phản chiếu rất là rõ. Đối với những người phàm, đối với những người nhiều nghiệp tội, thưa các vị, quả báo nó đến chậm là do vì cái gương của người kia nó không có sáng, mình soi bóng thấy không có rõ, nó đến chậm. Còn với các bậc thầy, thưa các vị, lòng của họ trong veo. Mình làm cái gì thì cái đó nó phản chiếu lại mình, nó hồi báo lại mình, nó trở lại mình, chứ không có gì lạ.
Cho nên cái bài học đầu tiên về câu kinh Bát Cú này ta hãy cẩn trọng. Chúng ta thường có một cái tính cách rất quen, đó là thích làm hòa với nhau bằng những chuyện thị phi, chuyện đó ông A bà B gì cái chuyện của người ta. Thế nhưng mà mình nghe được thì mình rất là thích chí, mình cứ bươi cái chuyện xấu của ông A bà B ra mình nói, và mình có một cái cảm giác đó là mình nói được điều xấu của người kia một chút á, mình tốt hơn một chút. Mà thưa không phải vậy. Mình nói điều xấu của bất cứ ai, thưa các vị, tâm của mình nó đã ô uế trước rồi. Tại vì tâm của mình nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực, ganh tị, thù hận, cho nên mình mới thích xỉa xói vào đời sống riêng tư của người ta, nói những điều xấu của người ta. Hai điều nó phát sinh nơi tâm thức các vị khi các vị vu khống hay các vị dùng những lời tiêu cực để nói về người khác. Điều thứ nhất là các vị làm cho tâm các vị ô uế. Thứ hai, làm cho miệng mình ô uế. Điều thứ ba là nghiệp nó không tha mình đâu. Mình vu khống hay là nói xấu bất cứ một người nào phàm nhân thì còn nhẹ tội. Nói một bậc thánh, một bậc đạo sư, một vị tu hành, thưa các vị, nghiệp nó hồi chiếu lại các vị, nó phản chiếu lại các vị nhanh lắm. Cho nên phải rất là sợ. Từ cái bài học này chúng ta phải cẩn trọng. Mình đọc lại câu kinh Pháp Cú. Ai vi phạm chánh pháp, ai ưa lời vọng ngữ, ai không tin đời sao, không ác nào không làm. Thưa đại chúng, điều này rất là đúng. Người nào mà không tin rằng đời sống mình có nghiệp quả, có tương lai, có đời sau, người đó không nề hà gì làm bất cứ chuyện ác. Nếu có một thể chế chính trị nào mà họ không tin vào cái sự sống của ngày mai, sau khi chết còn có cái nghiệp, thế thì thể chế chính trị đó làm cho quốc gia đó suy thoái, đạo đức bị băng hoại rất là nhanh. Cái điều này các vị nhìn trong phạm vi hẹp của cá nhân, của đời sống gia đình, tới xã hội, tới quốc gia, nó đều đi con đường này. Và họ tự làm cho bao nhiêu cái nề nếp tốt đẹp của ông cha băng hoại không mấy chốc, vài chục năm làm nát vụn hết. Đó là cái tội của người chỉ biết chừng mực là con người ngang đây là hết, chết không có gì cả, không có nghiệp báo. Và họ đặt cái nền tảng của đời sống trên cái sự tranh giành làm thế nào đời sống hiện tại, họ không biết gì về tương lai cả. Nhưng mà thưa các vị, điều này nó rất là vô lý. Mình nói một chút về điều này rồi đi sâu vào bài kinh Pháp Cú. Cái ví dụ này mình ví dụ rất là nhiều lần và nó rất là cụ thể và nó dễ hiểu nữa. Đó là không hề có một nhịp cầu nào bắt từ bờ bên này qua bờ bên này mà không có hai bờ, phải không? Phải có bờ bên này mới có một nhịp cầu. Đời sống của ta 50 năm, 70 năm hay là 90 năm, thưa các vị, được bắt từ bờ bên này qua bờ bên này. Bờ bên này là khởi đầu một em bé nằm trong nôi, bờ bên này là một tử thi nằm trong quan tài. Mình không thấy gì bờ bên này, không thấy gì bờ bên này, nhưng mà không hề không có hai cái bờ hai bên để cho nhịp cầu bắt ngang được. Không có chuyện nhịp cầu lững lơ, không có chuyện là anh chỉ có mặt ngang chừng này rồi chấm dứt cuộc đời khi anh vào nấm mồ. Không hề có chuyện đó. Có điều mắt của mình không đủ tinh, không đủ mình, nhìn không xa, không thấy được quá khứ mình từ đâu, tương lai nghiệp dẫn mình đi đâu, mình không thấy đó. Mình chỉ thấy ngang chừng mức của hình hài. Mình nghĩ rằng vật chất tạo nên hình hài, chết rồi không còn gì nữa. Thế cho nên mình vung tay làm bao nhiêu chuyện ác. Mình không biết là mỗi một ác nghiệp mình làm đó là đã mang cái hạt mầm gieo vào tâm thức. Mình không nhận lại quả báo bây giờ thì sẽ nhận lại quả báo trong tương lai, kiếp tới thôi. Điều này nó rất là dễ hiểu chứ không có gì mù mờ cả. Và thưa các vị, cái này không phải là đạo Phật đặt ra. Nghiệp quả luân hồi, thưa, không phải là cái gì của Đức Thế Tôn chế tác, mà cái này nó đã có từ trong vạn loại chúng sinh, trong cỏ cây đất trời. Và nó là chân lý hằng hữu của vũ trụ, chứ nó không phải là cái điều gì của riêng đạo Phật cả. Anh tin hay không tin thì chuyện đó nó vẫn xảy ra thôi. Anh tin hay không tin gì thì cây lên đến một chừng mức nào đó thì kết thành hạt, hạt đó
mang tất cả sức sống của cây mẹ nó trồng lại trong tương lai để nó lên thì nó thành một cây thông như thông mẹ đó. Phải vậy không? Con của ta hay là con của những con thú, thưa nó đều mang tất cả cái hạt mầm diễm sắc thể của bố mẹ nó để nó hình thành cái phẩm chất đời sống tương lai của nó thôi. Tin hay không tin gì chuyện đó nó vẫn xảy ra, nó là sự thực ngàn đời. Cho nên thưa các vị, nhân quả là cái gì nó rất là tự nhiên, và kiếp tương lai là cái gì không tin cũng không được. Chuyện đó nó là như vậy thôi, nó là chân lý hằng hữu thôi. Cho nên người nào mà không tin có đời sau, người đó không ác là không làm cả. Các vị nhớ vậy. Nếu người đó là cá nhân của họ thì họ vung tay làm ác, họ tự hành hạ đời sống họ, họ tự nhốt cuộc đời họ vào địa ngục ngay lúc mà còn sống. Nếu người đó họ vung tay làm ác, họ không tin gì về kiếp tương lai, không tin nhân quả tội phước, thì họ gieo rắc bao nhiêu cái thảm họa cho đời sống gia đình của họ, cho con cái họ, người thân họ. Và các vị đừng nghĩ nhân quả là cái gì nó xa vời không đón nhận. Các vị nhìn đời sống gia đình, các vị thấy nhân quả nó đến liền với con mình thôi à. Thế nào là đến liền? Trong một đời sống gia đình mà ta vung vãi vào nhau những tiếng bất tiếng chì, ta hành hạ nhau tiếc lời, sống rất là bất hạnh với người thân của mình, các vị nhìn cả con của mình biết nó rất là khổ, rất là tội, và nó ghét vô cùng cái điều kiện sống như thế. Ấy vậy mà các vị sống dai một tí, các vị theo dõi coi con của mình nó có gia đình, nó có vợ, có chồng, cái nó làm y như mình đã từng làm với nhau, không tránh được. Nhân quả nó dây chuyền, nó xoay vòng như vậy. Mình hành xử như thế nào, con mình nó làm như thế đó. Và điều này rất là thật. Các vị đều đã ở cái ngưỡng cửa tuổi trên trung niên cả, các vị chứng nghiệm biết bao hoàn cảnh gia đình không khác được. Nhân quả nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là việc tu tập nó không phải xảy ra với các vị thừa hưởng cái niềm an lạc của niềm vui không. Nó đến liền đời sống gia đình của ta, chung quanh ta, bạn bè ta, đạo tràng ta, đất nước ta, dân tộc ta, vân vân. Anh hãy chuyển hóa tâm anh trước. Lòng anh hiền thiện, anh là thánh thì tự nhiên hoàn cảnh xung quanh nó sẽ là thánh. Anh mang niềm vui trong trái tim anh thì hoàn cảnh đời sống gia đình anh có niềm vui. Anh không cần phải bắt người ta cười đâu, tự nhiên họ sẽ cười. Điều này rất là thật. Và cái vụng về đời sống chúng ta là chúng ta không lo chuyển hóa thân tâm ta trước. Ta muốn mọi người phải làm theo ý ta. Và cái ngôn từ hay sử dụng của chúng ta là áp đặt người khác phải nghe mình, trong khi mình không làm. Mình muốn mọi người phải từ ái, dễ thương, muốn mọi người phải tu tập, mà mình thì mình không tu bao nhiêu. Mình không dễ thương mà chuyện của mình còn ai cũng phải dễ thương với tôi cả. Cái nguyên tắc này nó rất là sai. Và thưa các vị, đó là đôi điều chia sẻ với các vị biết rằng ai mà không tin nhân quả, ai không tin có đời sau, người đó không ác nào không làm. Người đó làm ác nơi chính thân tâm họ. Họ tàn phá đời sống họ, tàn phá gia đình họ, họ tàn phá xã hội, quốc gia, con người. Điều này nó rất là thật. Và nó làm thành một cái cộng nghiệp, cho nên nó đưa tới một cái tình trạng là quốc gia đó hoạn quả, tai ương, chiến tranh, khổ đau, giết chóc, vân vân. Từ tâm thức con người cộng đồng ra cả, tức là từ tâm thức cộng đồng hình thành nên cái hoàn cảnh sống của một quốc gia, thưa các vị. Cho nên cái điều đầu tiên của bài học về câu chuyện chiên già, chúng ta phải cẩn trọng ghi nhớ, hãy hứa với lòng là mỗi một ngày sống trên nhân gian phải làm đẹp đời sống mình. Thân này bố mẹ sinh ra nó lỡ vậy rồi, không đẹp hơn được. Thế nhưng mà mình có quyền làm cho trái tim mình đẹp hơn, tâm hồn mình đẹp hơn, phải không? Đâu ai cấm các vị làm điều này. Mình tu tập thế nào để chuyển hóa thân tâm của mình như vậy. Bằng không thì một ngày trôi qua, một ngày trôi qua, qua kẻ tai các vị nhanh lắm, biến mất. Biến mất từng ngày. Ta biến mất vào cõi vô thường nhanh lắm, thưa các vị. Đó là điều đầu tiên các vị học từ câu chuyện. Bây giờ mình chép bài này lên. Hỏi yêu cầu là tháng sau gặp lại phải thuộc lòng mà. Tôi khó tánh, không thuộc lòng, không dạy kinh pháp cú tiếp. Ai vi phạm chánh pháp
Thưa các vị, là pháp cú 176. Có nơi người ta dịch cái chữ này là ai vi phạm nhất thừa. Nhất thừa mình chép xong mình giải thích ha. Ai vi phạm chánh pháp, ai ưa lời vọng ngữ, ai không tin đời sau, không ác nào không làm, rất là dễ học thuộc. Chúng ta có một cái đại ý của bài kinh này, mình ghi cái đại ý rồi sẽ nói chuyện sau. Hãy chọn cho mình cách sống giữa nhân gian. Thưa đại chúng, là cái câu đại ý này mình muốn gửi gắm cho các vị biết là các vị đang có trong tay cuộc đời của các vị. Các vị chọn cho mình cách sống hoặc là an lạc hoặc bất hạnh giữa cuộc đời, hoặc trả lời này này rồi các vị lên thiên giới, hoặc trả lời này này rồi các vị xuống dưới kia, hoặc ngay đời sống này các vị giỏi thì các vị làm cho ngay trong một kiếp sống này mình đạt thẳng đến quả vị giải thoát nhất là. Các vị đang phụ đắc của quý trong tay các vị lần này, đời sống này ta sao không thể làm gì được trong quá khứ, ta đã có mặt trong cuộc đời. Cái hình hài sinh tử này nó bắt đầu có mặt nơi đây, và nó bắt đầu làm gì? Nó bắt đầu đi dần về cái chết. Và ta nắm trong tay cuộc sống của chính ta, nếu ta khéo á, thì trong một cái chuỗi dài từ lúc mới có mặt cho đến lúc đi về cái chết á, mình làm cho nội dung đời sống mình nó đầy. Phẩm chất đời sống mình do mình làm chứ không do ai cả, không có thần linh nào làm cả. Các vị nắm trong tay cái củ quý vô vàng, đó là hình hài của các vị. Các vị không khéo sử dụng nó trong một khoảng thời gian ở giữa cuộc đời này, thế thì mất hình hài này rồi, thưa các vị, ta không có tìm lại được. Ta cũng không biết là trong tương lai mình có duyên gặp được chánh pháp hay không, không biết được. Mình lạc lõng ở châu Phi, ở những quốc gia thưa các vị không có đạo Phật, thế thì cái khả năng của văn hóa là một, văn hóa vùng là một, khả năng áp đặt của mọi tôn giáo sinh nơi những vùng đó là hai. Các vị sẽ trở thành người cuồng tín, các vị không thể phát triển trí tuệ được, các vị không thể nếm hương vị chánh pháp của Phật được đâu. Cho nên đừng có phí phạm một đời. Đó là cái lời nhắn là hãy chọn cho mình cái cách sống giữa nhân gian này. Hãy lợi dụng một hình hài này, sống ngay bây giờ và ở đây, bằng không thì hối hận không có kịp. Có một người hỏi thiền sư Ajahn Chah là thưa thầy, nhân gian có nhiều cái áp lực của xã hội đặt lên con, bản chất của đời sống của con nó đã vô vàn điều sao động, không có thời gian để tu tập, thế thì thầy làm sao để giúp con? Mình nghĩ chắc các vị cũng hỏi câu hỏi đó. Áp lực xã hội nó đè rất là nặng đời sống của mình, nổi cái chuyện kinh tế của Mỹ nó đang đi xuống là mình cũng bất an rồi. Kinh tế của Mỹ là kinh tế của chính mình, phải không? Mỹ hắt xì thiên hạ đều cảm hết, họ nói vậy đó. Kinh tế của Mỹ mà suy thoái thì cả hành tinh này suy thoái theo. Và mình là người, mình là một sinh vật đứng trên mặt hành tinh, lại đứng ngay cái đất nước này nữa, cho nên mình cũng bị sao động, bị ảnh hưởng, bị lo âu, bị bất an theo. Thế nhưng mà với thiền sư Ajahn Chah thì ngài nói một câu là đời sống của anh trong tay của anh, nếu anh thông minh sử dụng nó thì anh biết rằng tu là hơi thở. Có khi nào anh ngừng thở không? Không, lúc nào anh cũng thở cả. Thế thì cái chuyện tu nếu nó gắn liền với hơi thở của anh thì anh sẽ nói rằng không có lúc nào tôi không tu, không có lúc nào là
bận rộn, bất an, sao động làm cho cái sự tu tập của tôi nó sao lãng cả. Và thưa các vị, người ta rất là vụng về ở chỗ là người ta thích niềm vui, sợ nỗi buồn, thích sự sinh ra, rất kinh hoàng trước nỗi chết. Nhưng mà với con mắt của những đạo sư thì họ lại nói rằng sinh ra nó đã dính liền với cái chết, niềm vui nó gắn liền với cái buồn, không phải có mặt này không có mặt kia, hai phần đó nó là một. Sự sống nó phải như vậy. Người ta sợ cái quả mà người ta không sợ cái nhân. Cái quả là cái chết, nó bắt đầu từ cái nhân sinh ra. Nếu người ta biết rằng đã có cái nhân sinh ra thì cái quả chết nó đã cài sẵn trong cái nhân, thì người ta phải làm cái lễ. Làm cái lễ gì? Người ta không dám làm lễ sinh nhật đâu các vị. Tại vì sự có mặt của mình là cái chết rồi. Người ta phải làm cái lễ tống tán khi mình có mặt. Nghĩa là tôi có mặt giữa trần đời là tôi bắt đầu đi vào cái chết. Tôi có đúng vậy không? Chúng ta đang bị đẩy dần mà. Ngay cái nhân của ta đã có cái hạt mầm cái chết cài vô. Thế thì thưa các vị, nếu các vị biết rằng mình đang đi trên đường để đến cái chết, mỗi ngày bước một bước là đến cái chết, thở vào thở ra là đến cái chết, chúng ta đều là những người có cái thân phận tội nghiệp với nhau cả, đều đi trên con đường tìm về cái chết. Nói chính xác là vậy, ai cũng lay quay tìm về cái hướng đó cả. Mà nếu mình ý thức được điều này thì thưa mình không có đặt ra câu hỏi là nhiều áp lực xã hội đặt lên tôi, hoàn cảnh gia đình tôi vô cùng khó khăn, tôi không thể tu được. Thưa không có đặt ra vấn đề đó. Không có đặt ra vấn đề là lòng tôi đang sao động, bất an, đang buồn phiền, đang lo lắng về chuyện con cái, cháu nội, cháu ngoại hay là chuyện chồng, chuyện vợ gì cả. Thưa các vị, không có chuyện gì đáng lo bằng hình hài các vị cả, bằng sự tu các vị cả. Ai thương các vị bằng chính các vị? Nói thử một cách trung thực coi, ai thương? Ổng thương mình ư? Chưa chắc. Bả thương mình nhiều ư? Cũng chưa chắc. Thương là do vì mình đáp ứng đủ cái nhu cầu, cái điều kiện của người kia. Một cái nhu cầu, một cái điều kiện mà nó lệch đi, không đáp ứng được thì thù hận xảy ra thôi thưa các vị. Thương nhau ghê gớm như thế, nhưng mà có một lời sốc nổi, đụng chạm nhau, mất lòng nhau. Họ không có, thưa các vị, là không có sợ gì cái chuyện lái xe bạc mạng trên đường phố đi đưa mình vào cái chết như chơi đâu. Các vị có gặp như vậy chưa? Đang ngồi với nhau rất là vui, rất là vui vẻ hài hòa, thế nhưng mà trên xe với nhau, ông nói qua bà nói lại mấy tiếng, mất lòng nhau. Và cái cơn ghen nó mới dữ như thế. Chứ còn thường thường cái nỗi hận gì nó cũng nhỏ thôi. Nó nổi lên một cái là đạp ga từ 70 mai cho tới 110 mai, chết ai cho biết. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta giả vờ trong đời sống với nhau, nhưng mà nếu một cái sự trục trặc xảy ra giữa hai đời sống con người thì điều xảy ra đó là cái sự ghét. Cái điều xảy ra đó là sự thù hận, quỷ diệt nhau, nó có mặt liền thôi. Thế thì ai thương ta bằng ta thương ta? Không ai cho các vị hơi thở cả. Con các vị cứu mang nó trong bụng, các vị nuôi nó từ tấm bé cho tới thành công thành danh. Thế nhưng mà các vị vô bệnh viện nằm thoi thóp thở, thè một hơi thở, các vị nói con ơi cho má một hơi thở đi, cho bố một hơi thở đi. Ai cho? Bác sĩ nó cấm cái ống để cho các vị thở mà thôi, chứ còn không có một người nào thay cho các vị thở một hơi thở. Không ai tặng cho các vị một năm của sự sống trên trần đời này đâu. Thế thì ta chịu trách nhiệm về đời sống này, ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Ta làm giàu có đời sống của ta hay ta nhận chìm đời sống của ta, thưa các vị, do ta thôi. Và câu pháp cú này có một đại ý là mình tặng cho các vị món quà là hãy chọn cho mình cái cách sống giữa nhân gian. Ta bình đẳng với nhau về hình hài, về đời sống. Ta có thể chênh lệch với nhau về cái điều kiện giàu có, hay là trẻ, hay là già, hay là nam, hay là nữ. Thế nhưng mà ta bình đẳng với nhau về đời sống bên trong, đời sống tâm hồn của ta, thưa các vị. Làm giàu có đời sống các vị bằng đời sống tâm hồn của các vị, chứ không phải những cái bên ngoài. Tâm hồn nó quyết định mọi thứ. Nó quyết định cho niềm vui nỗi buồn các vị. Nó quyết định cho hạnh phúc hay khổ đau của các vị. Rồi nó quyết định cho cái phẩm chất đẹp hay không đẹp, do đời sống tâm hồn thôi.
cũng là những cảm thọ vui buồn đến đi giống như nhau. Thưa các vị, không có ông thầy tu nào không có đón nhận những cái vui cái buồn đến họ cả. Đó là điều tự nhiên thôi. Có một vị thiền sư nói là không có cái gì khổ bằng làm thầy cả. Tại sao làm thầy mà khổ như vậy? Thiên hạ người ta tới, người ta cung kính lễ bái cúng dường. Thưa các vị, thầy dạy đạo rất là khổ. Tại vì ổng như một cái giỏ rác vậy đó. Người ta có bao nhiêu rác người ta đem tịch trúc vào, ổng phải nhận hết rồi. Và càng nhiều đệ tử bao nhiêu thì càng đón nhận rác nhiều bấy nhiêu. Này chuyện khó khăn, này chuyện phiền muộn, này chuyện bất an, này chuyện tu hành không tiến bộ, vân vân, đem trút hết cho ông thầy lãnh đủ. Ông thầy mà không khéo chuyển hóa được thì ổng là một cái vỏ rác, không dám đến gần. Các vị thử hình dung là mỗi một ngày các vị đón nhận 10 người đến tâm sự bao nhiêu nỗi buồn tủi, hờn giận, ghét thương, chán đời, bực dọc, mà mình không có khả năng tiêu hóa được những điều đó, không khả năng loại trừ được, thế thì mình là cái gì? Cái năng lượng của người ta làm cho mình trùng xuống. Rồi ngôn ngữ của người ta không phải nó đến rồi nó đi đâu, nó vo ve trong tai, nó in dấu vào trong tâm. Thế thì tâm thức của người kia dần dần trùng xuống và trở thành người bệnh luôn. Rất là nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu họ trở thành bất trị, họ trở thành người bệnh luôn. Đến nói riết họ trở thành bệnh luôn, thưa các vị. Và từ điều này các vị hãy chọn mình cách sống như cuộc đời. Hoặc ta là thánh nhân, hoặc ta là phàm phu, hoặc ta là người ở địa ngục có mặt trên trần gian, do các vị tự chọn. Đó là đại ý của câu pháp cú này. Và cái điều đầu tiên chúng ta đi vô, mình chia sẻ đâu ba điều thôi. Cái điều đầu tiên là ta sống là chánh pháp. Cái từ này cô Trí Hải dịch là chánh pháp và Thượng Minh Châu dịch là nhất thừa. Nếu dùng một cái từ khác nữa thì sống theo chân lý. Thế nào là sống theo chân lý? Mấy đó là 11 giờ rưỡi rồi, quý vị thấy không? Đau lắm đó. Còn 30 phút nữa à. Ta chịu khó ngồi đi 30 phút nữa. Ta không có, chiều nay hành bận rồi. Đến sinh hoạt với các vị tháng được một lần. Mà cái yêu cầu mình đặt ra xưa rất là khiêm tốn đó. Có 4 câu kinh 20 chữ thôi đó. Quý vị thấy quá ư là khiêm tốn. Thưa đại chúng, là mình chia cái này ra làm hai phần là sống tán đạo và sống thuận với đạo. Thưa, chân lý là cái lẽ thật, nó phổ biến trong thiên nhiên, trong con người và mọi nơi đều có mặt. Không phải đạo Phật thủ đắc chân lý. Kitô cũng có, Hồi giáo cũng có. Và trong từng cành cây lá cỏ chân lý đang thể hiện, chứ không phải là chân lý là cái gì của người tu thủ đắc và của riêng đạo Phật, không phải. Nó là lẽ thật. Sống thuận với chân lý, đó là anh đang tu thôi. Anh sống hợp với đạo thì anh đang tu, anh đang phát triển đời sống tâm linh thôi. Đó là cái lẽ thật nghìn đời. Chân lý ở cái mức độ cạn, đó là luật nhân quả, thưa các vị. Mình chia ra nhiều tầng. Cái tầng rất là cạn, đó là sống thuận với nhân quả. Cái tầng cạn này mà có khi người ta không có tin đâu. Người ta không tin là mình là người nhận lại tất cả những cái gì mình đã làm. Ta trách trời, trách đất, trách người, mà quên một điều là mọi thứ đều do ta tạo cả. Đời sống của anh do chính anh xây dựng nên, do cái tập thể nghiệp thức của con người xây dựng nên. Một quốc gia mà đau thương hoạn họa chiến tranh không phải do ai gây nên cả, mà do cái cộng đồng cư dân của một quốc gia kia, cái nghiệp họ cùng một cung bậc như vậy, cho nên họ chịu một cái quả như vậy. Không hề có cái gì không có nhân mà sinh ra quả cả. Mình vận dụng một chút lịch sử để các vị thấy là từ cái lịch sử chiều rộng mình đi vào cái chiều hẹp của tự thân. Ví dụ như mình đọc lịch sử mình, phiền hà Mỹ đã đem hai trái bom thả ở Trường Kỳ và quảng đảo của Nhật Bản, chết cả mấy trăm nghìn con người.
Thế nhưng mà các vị nhìn xa hơn, thưa các vị, không có gì, không có nhân quả cả. Người Nhật đã từng giẫm nát vùng Mãn Châu, cái số lượng người chết ở Mãn Châu không biết cơ mang nào mà nói. Và người Nhật đến vùng Quảng Đông hay là đến đất nước Trung Hoa, thưa các vị, có dịp các vị đọc lại lịch sử, các vị thấy tàn nhẫn vô cùng. Họ gieo cái tai họa thảm khốc lớn lao vô cùng, người Trung Hoa bây giờ vẫn còn thù hận họ. Mình đọc những trang báo, mình coi những cái phim họ xây dựng thôi, thì các vị thấy là cái nỗi hận của người Trung Hoa đối với Nhật Bản vẫn còn. Rồi các vị nhìn lại đất nước mình vào cái năm đói ất dậu đó, các vị thấy là cái tội của người Nhật 2 triệu người trên nước Bắc chết thảm thê vô cùng. Đọc cái bài thơ gì như của Bàng Bá Lân thì phải, ông vẽ lại cái bức tranh đói khổ vào năm ất dậu trên nước Bắc, các vị không có thể hình dung được là cái tội ác của người Nhật nó lớn như thế nào. Ấy vậy là họ làm sao có thể tránh được cái nhân quả đến họ là nhận chịu 2 cái trái bom ở Nagasaki và Hiroshima chứ. Thưa các vị, rõ ràng là không hề, cái gì không có nhân quả đi theo cả. Nhân quả lớn đến một quốc gia, nhân quả nhỏ đó đến với từng gia đình, đến với từng cá nhân của ta. Và tinh tế hơn nữa, nhân quả nó đến trong vùng tâm thức của các vị từng ý niệm. Cho nên cái điều đầu tiên, chân lý nó rất là phổ biến và nó rất là tự nhiên. Dù có Đức Thế Tôn ra đời hay không có Đức Thế Tôn thì chính pháp vẫn có mặt, chân lý vẫn có mặt, lẽ thật nó vẫn như vậy. Lẽ thật cạn nhất đó là nhân quả. Mà nếu người nào không tin nhân quả thì thưa các vị, người đó không có thiết lập được cái nền tảng căn bản là đời sống hạnh phúc được. Ta xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc của cái cuộc sống phù du tạm bợ mong bị này trên cái nền tảng nhân quả thôi. Và các vị làm cái gì, các vị nhận diện, các vị sợ nhân quả thì đố mà dám làm ác, đố mà dám nghĩ những điều bất thiện, đố mà dám nói một lời tổn thương ai. Tại vì mình nói là mình nhận, mình vu vạ cho người mình nhận, mình sỉ mạ người, mình trách cứ người, thưa các vị, nó đến với các vị thôi à. Thế rồi có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, cái trường hợp này thì làm sao mà dám dạy con, làm sao mà nói nặng nó, làm sao uống nắng nó để nó thành tài, sợ nhân quả. Thưa trường hợp đó, nó có làm cho các vị khỏi cái nghi vấn không? Thưa trường hợp nó khác. Ta thương yêu, ta chăm sóc, ta dạy dỗ bằng cái gì bên trong của ta? Sự thương yêu của ta. Thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa cũng có những lần dùng những ngôn ngữ rất là nặng để dạy các thầy tỳ kheo. Nhưng mà tất cả những điều đó nó từ cái nền của tâm yêu thương sinh ra, cho nên nhân quả nó đến, nhưng mà đến bằng cái gì? Trái tim ta làm nên nhân quả. Cạn đó là hành động, lời nói, nhưng mà phía sau của hành động và lời nói nó được phát xuất từ tâm thức của ta, cho nên nhân quả căn cứ quan trọng nhất là tâm thức các vị. Mình nói với người ta một lời, dù lời đó rất dễ nghe, thế nhưng mà bằng cái trái tim, bằng cái tấm lòng đầy ganh tị, thế thì nhân quả rồi đó. Gặt lại, chứ không có nghĩa là nói ngọt mà có nhân quả ngọt đâu. Nói ngọt nhưng mà từ cái trái tim đầy ganh tị, nói cái kiểu móc họng người ta đấy, này dễ thương quá ha, đẹp quá ha. Không phải khen thiệt đâu thưa các vị, mà từ cái trái tim nó đầy ganh tị trong đây, thế thì cái quả nó đến với các vị là cái chắc. Rồi sẽ có lúc các vị nhận lại cái món quà, đó là mặt các vị tự nhiên xấu đuôi xấu biết thôi. Ví dụ vậy thôi. Nhưng mà cái điều mình muốn nói sâu xa là thưa các vị, các vị phải sợ nhân quả. Bước cạn nhất của sự tu tập chúng ta là như vậy. Sống thuận theo chánh pháp là sống thuận theo nhân quả. Không thuận nhân quả, mình coi thường nhân quả, dẫm đạp lên nhân quả là các vị sống trái đạo. Sống thuận với đạo tức là các vị căn cứ vào cái nền tảng luật nhân quả để sống thôi. Và cái nhân quả nó biểu hiện cái mức độ cạn nhất mình nắm bắt được để mình sống, đó là gì? Lương tâm. Cái từ này rất là hay các vị. Sống thuận với lòng, thuận với lương tâm. Lúc nào thì lương tâm mình nó biểu hiện? Cái từ rất là gần, đó là lòng trắc ẩn của ta. Mình thấy một người nghèo khó, khổ sở, tật bệnh, ốm đau, neo đơn, tự nhiên cái lòng trắc ẩn mình nó sinh khởi liền, lòng thương mình nó phát sinh liền.
Thế nhưng mà 2 phút sau cái lòng thương của mình nó bị một cái thế lực vô hình từ bên trong chiều sâu của tâm thức cất giữ nó tràn lên. Tức là cái thế lực gì? Thế lực suy nghĩ tính toán đáng cái tội đã từng sỉ mạ mình, nhục mạ mình, gây khó khăn cho mình, vậy đáng à, nghèo cho bỏ cái tật. Ví dụ thế thì thưa các vị, từ cái miền sâu thẳm tâm thức của chúng ta nó tràn lên, và thế là lương tâm bị che mờ, lòng trắc ẩn bị che mờ, lòng thương bị che mờ. Bao giờ mà cái lòng thương của các vị, cái hành xử các vị mà vô vụ lợi, vô ngã, vị tha, không có cái sự tính toán gì cả, thưa các vị, lúc đó là các vị sống thuận với chánh pháp, thuận với đạo. Và khi mình làm cái gì mà đều có cái sự tính toán đi vào thì nó có thể được sai sử bằng ý thức tốt đẹp, thế nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái chiều kích của sinh diệt và chiều kích của nhân quả, của phúc rất là nhỏ thôi. Tâm vô vụ lợi, tâm vị tha, tâm mênh mông. Trong nhà Phật có một câu là tam luân không tịch. Nếu anh bố thí, anh cúng dường bằng cái tâm thức tam luân không tịch thì cái vật thí đó dù nhỏ như cây kim, như trái ớt, phước đức cũng vô lượng. Thế nào là tâm luân không tịch? Tôi cho anh nhưng mà tôi không thấy tôi là người cho, anh là người nhận, và cái món cho đó không có gì quan trọng cả. Cho là một việc làm từ trái tim nó tuôn chảy thôi, từ cái lòng yêu thương muốn chia sẻ, tôi chia cho anh, tôi cúng dường anh, tôi tặng anh, rồi tôi quên mất, tôi không nhớ là tôi đã cho ai, tôi không nhớ là cái món đó là 1.000 vàng hay là 1.000 đô gì cả. Cho là cho thế thôi, người ta đang cần thì mình cho, và xong việc đó mình quên tặng đi mất, không nhớ, không bận tâm, không cần ghi sổ vàng, không cần phải đục tên tôi để dưới chân tượng Quan Thế Âm hay là gì cả, không cần. Và thưa, chúng ta rất là vụng về, ta không có sống thuận với lương tâm, cho nên đời sống của chúng ta bị nhiều cái rắc rối là một, tu hoài phiền não sinh khởi là hai, bị người ta lừa gạt là ba. Là sao? Thưa các vị, mình cúng dường 50 đồng bạc, thầy in vô cái bản vàng, cái mình thấy cái bà A bà B cúng dường tới 100, ghét trong bụng rồi, cúng mà không có vui đâu, cúng mà rất là phiền não. Cái bà kia nghèo kiết xác mà làm quan hả, để tên như bản vàng cho le hả, ví dụ thế. Và thưa các vị, mình cúng dường mà lòng mình không thanh thản thế nào, rất là phiền muộn, rất là bất an. Cho nên hãy làm bằng cái lương tâm của ta, bằng lòng trắc ẩn của ta. Và khi các vị làm mà các vị không thấy mình làm, không thấy vật mình cúng, không thấy người đón nhận, không cần phải mang ơn, không cần phải hồi báo gì cả, làm mênh mông như không gian, như giếng nước, người ta đến người ta múc một lon nước ngọt hay là một gào nước, giếng nó không có phiền hà gì cả, nó không có phàn nàn là tại sao múc rồi hết nước thôi, không đó. Nó còn mong thì người ta múc để giếng trong hơn, ngọt hơn, nước nhiều hơn. Thì thưa các vị, lương tâm đó là ở cái tầng cao hơn nhân quả, làm vô cầu, thảnh thơi mà làm, thông dong mà làm. Và mình sống ở cái từng mức này thôi là đã thuận chánh pháp rất là nhiều. Ông bà ta, thưa các vị, họ có khi không biết Phật pháp, họ sống bằng trái tim nhân hậu của một người nhà quê thôi, lòng họ rất là thênh thang. Họ bày một quán nước bên đường, bỏ một ấm nước để cái tô trà, ai đi qua ưng uống thì ghé vô uống, rồi bỏ 1 đồng 2 đồng vô giỏ thôi. Và ngày xưa thập niên 30-40 cái phong tục nó vẫn còn, và rất là nhiều con đường đi vào vùng quê trên đất Bắc ngày xưa người ta làm những cái quán trà như thế. Thưa các vị, ở đây có các vị người Bắc, tôi nói không biết có đúng hay không, dường như có, phải không? Rồi trên đất Mỹ này, thưa các vị đến cái vùng Ohio này, người ta bán quýt bán cao hai bên vệ đường rất là nhiều, họ để nguyên giỏ trong một cái nhà nhỏ thôi, cứ vô đó lấy rồi bỏ tiền vô, đẹp làm sao. Đời sống nhân ái là thế, từ cái tiếng nhân hậu người ta sống thì gọi là sống thuận với đạo. Thưa các vị, ông bà mình sống như thế mà thảnh thơi lắm, đến và đi thông dong, cảm thấy là
hình hài này nó đã rời, nó đòi ra đi, cho nên kêu con cái lại dặn dò mọi điều rồi thở khì khò năm ba hơi ra đi khỏe rùa. Và các ông được báo trước, cho nên các ông mua hòm về, các ông sơ phết đàng hoàng để kế bên cái giường ngủ mình tối giờ. Những đêm trời lạnh thưa các vị, đêm đông đó, chung cái đó ngủ cho nó ấm, không sợ chết. Rất là thuận với lương tâm, lòng nhân hậu đã có, và đời sống họ rất là thuận với đạo, cho nên họ đến đi thông dong. Còn mình bây giờ thưa các vị, mình niệm Phật râm ran ngày này qua ngày kia, mà tới chết thưa các vị mình hoảng sợ vô cùng, mình không tin là Di Đà có rước hay không nữa. Thế thì thưa các vị, thế thì có khi mình tu tập á, các vị phải làm thế nào sống thuận với lòng. Hãy nghe theo tiếng gọi của tâm thức các vị, lòng cắt ẩn của các vị, lương tâm của các vị, sống với mọi người bằng tấm lòng như thế, thì tự nhiên là ở cái mức độ cạn nhất là tình người đã đẹp. Chứ không cần gặp thánh đâu, hãy làm một con người có tình người đã đẹp với nhau trong cuộc đời rồi. Và cái điều này không phải tìm đâu xa thưa các vị, không cần các vị dở những trang kinh của Đức Thế Tôn đâu, các vị dở những trang kinh nơi trái tim của các vị đã có rồi đó, đã có rồi đó, nó đã có mặt ngay nơi trái tim của ta từ ngàn vạn thở. Ông bà ta đã biết sử dụng cái trang kinh của lòng họ để sống giữa cuộc đời rồi, đủ làm đẹp nhân gian rồi, làm đẹp đời sống rồi. Và những người già như thế thì thưa đại chúng là họ mỉm cười vẫy tay ra đi rất là nhẹ, con cháu làm một cái đám ma như lễ hội, có gì đâu mà buồn. Ông mình ông chết rất là thảnh thơi, chết rồi 2-3 tiếng đồng hồ sau mặt còn tươi rói rói, nó rất là dễ hiểu do gì sống được với đạo như vậy. Cái điều kế tiếp thưa các vị, ngoài hai cái tầng là sống thuận nhân quả, sống theo cái lương tâm của ta, có một chiều sâu hơn nữa là sống đời sống thâm sâu, đó là khám phá vào chiều sâu của tâm ta. Cái từ này nó hơi khó hiểu cho các vị chút, nhưng mà mình sẽ giải thích. Tức là thuận theo chánh pháp ở cái tầng thâm sâu nhất là các vị khám phá trên được chính bản thể của các vị, gọi là sống vào cái tầng thâm sâu. Thưa đại chúng, là mọi cái con đường mở ra của các bậc đạo sư, các bậc thầy, các bậc thánh, các vị giáo chủ, hay nói một cách tổng quát đó là mọi cái truyền thống tâm linh có mặt trên hành tinh này, cái chiều kích sâu nhất, cái con đường cuối cùng nhất là tặng cho các vị một món quà để các vị quay trở lại khám phá và chiều sâu của hình hài các vị, biết cái gì là sinh diệt mất còn, cái gì là không sinh không diệt. Không có cái con đường tâm linh nào mà loại trừ cái con đường này cả, loại trừ cái chiều kích sâu nhất của đời sống cả. Ta đến với đạo, ta tu tập, ta học giáo pháp Đức Phật, hay ta niệm Phật cầu vãng sinh thưa các vị, cũng đều có chung một cái quy kết, đó là khám phá vào cái chiều sâu nhất để biết sau khi chết ta còn hay mất, ta đi đâu, ta là ai, ta có mặt giữa trần đời này, có phải vậy không? Đời sống mình ở mức độ thấp á, thì mình lo cái ăn cái mặc cho nó đủ đầy, nhưng ăn mặc đủ đầy rồi, no cơm ấm áo rồi, thì cái yêu cầu đời sống là phải nâng cao lên là ăn sang mặc đẹp. Và cái đời sống vật chất mà nó đã đầy, đã đủ, thì người ta bắt đầu mơ ước đến một đời sống tâm linh, một đời sống trí tuệ. Họ vươn đến một cái chừng mức của trí tuệ, họ cảm thấy là dù cho trí tuệ nó cao đến ngần nào cũng lây quay trong cái cõi sinh diệt mất còn thôi. Cho nên họ mơ ước là thăm dò thử cái bên kia nhịp cầu, cái bị che giấu đó là cái gì. Sau khi mình mất hình hài này, tức là cuối nhịp cầu bên đây là cái mố cầu bên đây, bắt lên cái gì. Trước khi ta sinh ta ở đâu, sau khi ta mất ta ở đâu,
thăm dò vào cái chiều này, gọi là chiều sâu của bản thể chính ta. Và thưa đại chúng là không hề có cái gì không có căn nguyên của nó cả. Một cái cây sinh ra giữa nhân gian, nó có cái hạt mầm của nó. Và có một lần mình nói chuyện cùng các vị về cái cây Century đó, người ta gọi là cây thế kỷ. Cứ mỗi chiều trên đường thiền hành ở Lộc Uyển, mình hay đứng mình nhìn nó, thấy rất là tội. Các vị thử hình dung là lúc cái tuổi nó qua niên mân mởn á, nó tươi tắn, nó mập, nó to như thế này, từng bè của nó lớn, mình tưởng chừng như là nó cao khỏi đầu. Thế nhưng nó bắt đầu đưa cái cành bông lên cao gần đụng cái tầng chùa, thì mình thấy nó bắt đầu nó ốm lại. Bông nó nở ra thì bắt đầu những cái lá gần cành bông nhất khô dần, khô dần, khô dần, khô cho tới cái lá cuối cùng, rồi cái trụ cây bông cũng khô luôn, để kết thành những hạt chắc phía trên. Và cuối cùng thì nó bung ra thế này, những cái hạt đó theo gió gieo hết các nơi để thành những cây con kế tiếp. Đời sống của loài thực vật nó là như vậy. Viên mãn của đời sống đó là nó kết được hạt, phải không? Viên mãn của đời sống con người là kết cái gì? Mình nói là kết những cái hạt đó là có một dòng chảy con cái mình phía sau ư? Thưa điều này trên ngôn ngữ văn từ nói cho vui để an ủi nhau, thế nhưng mà thưa các vị không phải như vậy. Kết hạt là kết ngay nơi đời sống của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, chứ không phải là kết những cái hạt tử sinh của con cái mình nấu dài phía sau, nó mang mình về tương lai. Thưa cái đó là vận dụng ngôn ngữ nói để an ủi nhau, để bớt sợ nỗi vô thường thôi. Chứ thực tế mà nói là ngay từng hình hài của các vị phải kết được cái hạt như cây Century kia. Nó kết cái hạt rất là chắc, và mình vận dụng cái điều đó để quy chiếu lại. Thưa đại chúng là mỗi hình hài có mặt trên nhân gian này, ta đã trải qua hà sa kiếp nổi chuyện đến cõi tử sinh, từ cái hạt bụi nào không biết, vân du trong cõi thiên hà, ghé là hành tinh này. Hạt bụi nào quá kiếp thân thôi đó, quá thành một hình hài này, có mặt giữa nhân gian, biết đi, biết đứng, biết nói, biết cười, biết than, biết khóc, biết sầu muộn, khổ đau. Thưa các vị, loài động vật nó không có được cái năng lực như con người. Nó chỉ sống được với cái điều kiện hiện tại thôi. Nó chỉ lo ăn, lo mặc và làm cái công việc truyền giống để có được cái thế hệ tương lai. Loài người khác hơn, loài người có vui, có buồn, có những băn khoăn, trăn trở. Và chỉ có con người mới sinh ra vô vàn triết học ở dân gian thôi. Chỉ có con người mới có cái ký ức vui buồn và chính đời sống của họ. Và chỉ có những con người mới có thể làm được một điều là vừa làm vừa thưởng lãm cái việc mình làm, hay nói một cách dễ hiểu là vừa hát mà cũng vừa là người chấm điểm cái mình đang hát nữa. Tức là vừa hành động, vừa chiêm nghiệm hành động của mình, vừa là người làm, vừa là người thưởng lãm việc mình làm. Không có loài động vật nào được như con người cả. Thế thì ta không phải là một sớm tình cờ ghé là hành tinh. Ta đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để có mặt lại nhân gian. Thì rất là vô lý khi trả lời này rồi ta không còn là gì. Cho nên thưa đại chúng là cái điều tối quan trọng cuối cùng của một đời sống con người là các vị phải khám phá được và chiều sâu bản thể các vị. Các vị là ai? Các vị là gì? Đức Thế Tôn dạy cái lý vô ngã để cho các vị loại trừ tất cả ngã chấp mà các vị bám vào lâu nay để tự làm khổ các vị. Nhưng mà sau cái tầng ngã chấp đó còn cái gì nữa hay không? Nếu phá vỡ hết ngã chấp để không còn gì nữa, ta vốn là hư vô thì đã lạc vào đoạn kiến. Còn nếu chấp ta là một linh hồn trường viễn qua nhiều kiếp tử sinh không thay đổi gì thì lạc vào thường kiến. Vượt qua hai biên giới đó, ta khám phá và chiều sâu nhất của ta để biết ta vốn là tâm Phật vô sinh bất động, gọi đó là khám phá được chính bản thể của ta. Cái điều này không biết nó có khó hiểu lắm không? Chắc hơi khó hiểu, mình sẽ giải thích thêm, mong rằng nó dễ hiểu. Ví dụ thế này, thưa đại chúng là ví dụ như trong đạo tràng chúng ta tu niệm Phật, chúng ta cầu được vãng sanh, vãng sanh về thế giới A Di Đà, có cái môi trường thuận lợi, có cái điều kiện tốt lành, được nghe pháp âm từ nơi Đức Di Đà, từ nơi các bậc thánh, kể cả gió thổi qua cây cũng có tiếng pháp âm,
mọi cái điều kiện xung quanh tác động để ta giác ngộ được chánh pháp để ta tu. Và cái điều mình mơ ước là để mình đừng có sống chết nổi chìm một đời người trăm năm giống như cảnh giới này, rất là đáng sợ. Hay nói một cách gọn là mình vãng sinh về vùng đó để đừng sống đừng chết, vô sinh vô diệt, có phải không? Về nơi đó là không còn sinh không còn diệt nữa, đỡ ra trong hoa sen. Cái ý nghĩa rất là dễ hiểu ở mức độ này để mình giải thích thôi. Thưa đại chúng, đó là một phần rất là cạn để thăm dò vào đời sống các vị, để thăm dò vào cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Trong giáo lý Tịnh Độ Tông ở chiều thâm sâu nhất thì thưa các vị, người ta có một câu là tự tánh di đà duy tâm tịnh độ. Vãng sinh không có nghĩa là đợi hình hài này rã rồi các vị mới sinh về cảnh giới kia. Vãng sinh có nghĩa là ngay nơi đây, ngay bây giờ sinh ra trong hoa sen liền nở ra cái đóa hoa giác ngộ, cái tâm các vị gọi là sinh ra từ hoa sen. Và lúc bấy giờ thì các vị thấy là pháp thân của Di Đà đang có trong trái tim của các vị. Các vị chính là Phật Di Đà, chứ không phải là Phật Di Đà bên ngoài mình lại Phật nữa. Kinh Vô Lượng Thọ có một câu mình trích ra đây để giải thích về thăm dò và chiều sâu bản thể. Chư Phật pháp thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng. Cái câu này nó có nghĩa thế này nè: pháp thân của chư Phật đi vào tất cả tâm tưởng của chúng sinh. Có nghĩa là không phải đợi các vị sạch hết vọng nghiệp, sạch hết phiền não, sạch hết khổ đau, các vị là thánh rồi, pháp thân của Phật mới có mặt nơi tâm các vị. Nếu như thế thì bằng thừa, tôi đã thành thánh rồi, pháp thân của Phật mới tới với tôi, thì có nghĩa là gì đâu. Thưa các vị, pháp thân của Phật có mặt ngay nơi từng cái vui buồn của các vị, từng cái phiền não của các vị, từng cái lo âu khổ đau trần trọc của các vị. Tức là ngay nơi phàm phu này, ngay nơi đời sống vô vàn khó khăn này, pháp thân của Đức Phật đang có mặt, đang hiện diện trong tất cả mọi điều suy nghĩ của các vị, mọi cái vui buồn của các vị. Và mình trích đây là câu kinh từ trong Vô Lượng Thọ. Các vị biết Vô Lượng Thọ là kinh nền tảng căn bản của Tịnh Độ Tông à. Thì mình làm thế nào hiểu được cái điều này? Thưa các vị, trong văn học Đại Thừa đầy dẫy những cái câu chuyện là ngay nơi hình hài anh có Đức Phật đang ngự. Điều đó thì mình chưa dẫn, mình chỉ dẫn một câu kinh này để nói chuyện cùng các vị thôi, để biết rằng ta phải khám phá và chịu sâu của đời ta ngay bây giờ ở đây. Mình đừng đợi cái chuyện đó nó xảy ra vào ngày cuối cuộc đời. Thế nào là pháp thân của Phật có mặt ngay nơi từng cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái suy nghĩ thầm thì của các vị? Ở mức độ cạn thì mình chỉ thấy là cái buồn, cái giận nó đang đè nặng lòng tôi nào có thấy pháp thân Phật gì đâu. Tôi đang giận sôi gan lên, tôi chỉ biết tôi giận thôi, chứ tôi nào thấy Phật phóng quang hay là pháp thân của Đức A Di Đà có mặt nơi cái giận đang sùng sục sôi như một cái nồi súp đang sôi đâu, không ai thấy. Thế nhưng mà nếu các vị niệm Phật thuần, tâm các vị có một cái độ yên nhất định nào đó, thì các vị sẽ phân biệt được là có những lúc cái cơn giận nó đang sôi sùng sục và ta đồng nhất ta với cơn giận. Thông thường thì ta làm cái điều này từ bé cho tới giờ rồi. Khi giận tới thì ta là cái cục giận thôi, ta không thấy gì khác. Nhưng mà sẽ có một lúc tâm của các vị nó thuần, nó lắng, nó yên, thì các vị sẽ chợt nhận ra là có cái đang sôi sục giận, nhưng mà có cái con người đang là nhân chứng, đang nhìn thấy cái giận. Cái điều này nó rất là dễ hiểu và rất là dễ thực tập. Các vị thử làm một việc là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi các vị dừng lại, các vị hỏi một câu là ai đang niệm Phật, thì các vị thấy rõ một điều là có cái năng lực tỉnh sáng nhận biết đang nhìn thấy cái tiếng niệm Phật thì thầm đang trôi ra trong cổ ta. Có những lúc thì ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta đồng nhất ta vào tiếng niệm Phật thầm thì, ta đồng nhất ta vào tiếng niệm Phật bên ngoài miệng, rồi ta niệm Phật trong đây thì ta là cái tiếng niệm Phật đang thầm thì. Nhưng mà nếu bất chợt các vị có một cái khe hở của tâm thức á, các vị từ cái quãng trống của khe hở đó, các vị thử nhìn đó là cái tiếng thầm thì A Di Đà Phật liên tục đây, nó đang diễn hành. Thế nhưng mà
ta là người đang nhìn cái tiếng niệm Phật nó đang trôi chảy miên man trong tâm thức, có phải không? Và các vị thử làm coi. Và khi các vị làm được điều này thì các vị sẽ nhận ra một điều kế tiếp, đó là có những lúc buồn giận nó trì nặng lòng ta, nó diễn hành ngang qua vùng trời tâm thức ra, ta quên thì ta đồng nhất ta vào cái buồn cái giận, ta chợt nhớ thì ta là người nhìn thấy buồn và giận. Buồn giận vẫn còn chứ chưa phải hết đâu, nó vẫn diễn hành ngang qua. Thế nhưng bây giờ ta là đôi mắt, không phải đôi mắt này, đôi mắt bên trong đang nhìn buồn giận. Và điều này nó rất là cụ thể, các vị chứng nghiệm được nó ngay bây giờ và ở đây và trong đời sống tu của các vị. Và khi làm được điều này thì cái gì phát sinh? Cái gì phát sinh? Cái mức độ cạn nhất đó là, thưa đại chúng, là buồn giận nó không còn là một cái lực cực mạnh để nó lôi các vị nữa. Bây giờ nó là một loại khách viễn hành đang đi tới cửa ta, vân du thôi. Ta là người nhìn nó, mình sẽ tự nhiên có một khoảng cách giữa mình với buồn, với giận, với ghét, với thương, với sầu tuổi, khổ đau. Tất cả những cái gì nó trì nặng tâm thức đời sống ta, bây giờ nó trở thành bồng bềnh, thiếu dữ và cất cánh bay thôi. Không cần làm gì thêm cả. Ta đồng nhất ta vào nó thì ta trút năng lượng đời mình để cho nó cuồng nổ, để nó thành giông bão. Thế nhưng mà ta lui về, ta là cái nhìn thì nó là cái bị nhìn. Khi các vị thấy các vị là cái nhìn thì các vị đang an trú trong pháp thân của Phật. Nó pháp thân của chư Phật, đó là một từ dùng để cho mời gọi chúng ta. Nhưng mà an trú ngay đây pháp thân của các vị chứ không phải của Phật nào cả. Thành Phật có nghĩa là thành chính các vị, chứ không phải thành trong Phật nào khác các vị cả. Thì rõ ràng là, thưa đại chúng, là pháp thân của chư Phật đang hiển hiện trong từng tâm niệm sinh diệt của các vị. Các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào từng cái tâm niệm sinh diệt. Các vị chợt nhớ thì tất cả những cái tâm niệm sinh diệt ấy bị ánh sáng của pháp thân Di Đà chói sáng. Nó là cái bị nhìn. Ta là pháp thân Phật đang chói sáng đang nhìn. Và pháp thân này các vị mà quay về, các vị an trú được, các vị nhìn ra thì thưa, vốn là vô lượng quang, vốn là vô lượng thọ, và vốn là vô lượng công đức. Rất là thật chứ không có cái điều gì cưỡng lý nói để cho dụ khỉ các vị tu làm gì. Các vị tu tôi không có lợi gì đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái điều này nó rất là thực. Cái xã hội này nó không có phải là, nó không phải là trao nhau những cái niềm tin vu vơ, không có căn cứ và không có luận cứ. Thưa các vị, những cái điều mình trình bày nó rất là chặt chẽ và cái luận cứ này rất là vững chắc từ trong kinh văn dẫn ra. Các vị thử nhìn coi. Suy nghĩ thì thầm thì sinh diệt, vui buồn thì đến đi, rủi dông như một to xe lửa đi ngang qua. Nhưng mà cái nhận biết của các vị thì chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng rủi dông. Không có hình tướng, không có hình dạng, không có sắc màu. Nó mênh mông, bát ngát. Nó không từ đâu sinh ra cả. Quên thì thấy không có. Quên thì đồng nhất và vui buồn, chợt nhớ thì nó hiện khởi liền, chứ nó không phải là cái sinh ra. Cái gì không sinh thì không diệt, không đến thì không đi. Và cái gì nó vô hình thì, thưa các vị, không có mặt ở trong không gian, không có mặt trong thời gian, nó là vô sinh bất diệt. Đó là trạng thái tâm Phật của các vị. Bản chất của nó vốn là vô ngã. Những cái mà ôm vào, ta tự hào, ta tên là Phước Tịnh, ta học thuộc kinh điển, những cái đó là những cái mình vơ vào chứ không phải thật ta. Mọi thứ đều là những chiếc áo các vị mặc cả. Các vị mặc lớp áo của bố mẹ cho ban đầu, đó là tặng cho các vị cái tên ổi tên sòi. Từ cái tên ổi tên sòi mang thêm một lớp áo là tôi là người Việt, tôi có 4.000 năm văn hiến, tôi có niềm tự hào của người Việt phụ đổng thiên vương. Rồi có cái nỗi tự hào tôi là con nhà Trâm Anh Thế Việt. Chúng ta mặc rất là nhiều lớp áo. Rồi thêm những lớp áo là người thương của tôi nè, con của tôi nè. Mọi thứ mình ôm vào rất là nhiều. Mình thấy cái đó là mình, thưa các vị. Đó là những cái bên ngoài mình tô vẽ cái đời sống mình để làm cho bản ngã mình càng ngày càng dày. Rồi thêm một cái đời sống bên trong của các vị là các vị chất chứa kiến thức nè, chất chứa niềm vui nỗi buồn mà, chất chứa quá khứ rất là đầy để thấy đó là mình. Trong khi tất cả những cái đó đều sinh diệt phù du, không phải các vị.
các vị là cái năng lực nhận biết chiếu sáng từ bên trong, cái đó mới chính là mình thôi. Và khi thấy ta là pháp thân chiếu sáng như thế thì không có một cái gì dính các vị được cả. Các vị tự nhiên thấy là ta vốn là vô ngã, ta vốn là mênh mông, trời xanh biển lặng ngay, và không có cái buồn phiền giận ghét khó khăn nào đến với các vị được cả. Hôm qua mình dạy kinh pháp cú ở trên kia, mình thích có một câu của ngài Achancha thôi. Người ta tới, người ta thưa kiện với ngài bao nhiêu chuyện khó khăn, bao nhiêu chuyện buồn phiền thị phi, ngài nói một câu là bản chất của anh đã không rồi thì làm gì có chuyện thị phi dính vào đâu mà nói cho nó mất công. Thưa các vị thử nhìn coi ta có gì không. Mọi cái là mình vơ vào, mình ôm vào, mình thấy nó là mình thôi, chứ thực tế các vị nhìn cho kỹ coi, thưa mọi thứ đều là vay mượn, mọi thứ đều là không phải ta. Đầu tiên ở mức độ cạn ta nói nó là của mình, thân của tôi ư? Thưa nói như thế thì tạm giác ngộ được một tầng nhưng còn rất thấp. Tại sao? Nếu thân của các vị thì thưa các vị, thân nó như cái ly nước này, tôi có quyền bưng lên tôi để xuống. Thế nhưng mà các vị nói cho thân các vị nghe, nó nghe không? Không nghe. Biểu nó đừng già, tôi đố các vị biểu nó đừng già được. Biểu nó đừng bệnh, tôi đố các vị biểu nó đừng bệnh được. Thưa nó đi đằng đó, nó sinh ra giữa nhân gian rồi nó theo cái tiến trình già cỗi chết đi của nó, chứ mình không hề biểu nó nghe được. Cho nên nói nó của mình, gượng nói. Đã giác ngộ được một tầng, có người họ đồng hóa họ vào thân nữa kia, họ thấy họ là thân nè. Thưa các vị, đồng hóa mình vào thân, thấy tôi là thân chưa đủ đâu, họ đồng hóa họ vào những cái thân bên cạnh nữa kia, họ chết rồi sống vì cái thân bên cạnh nữa kia. Thế nhưng mà thưa các vị, người tu mà mình không giác ngộ được cái điều cạn nhất là thân bên cạnh là thân của người bên cạnh, mình không có biểu người ta làm cái gì họ nghe đâu. Rồi thân của tôi, nói như thế thì cũng chưa phải là giác ngộ nữa, mà hãy nói tôi không có gì là của tôi cả, cái này nó theo nó thôi chứ tôi có làm chủ được nó đâu mà nói nó là của tôi. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều này là từ Đức Thế Tôn khai triển cho chúng ta biết, để chúng ta biết cái điều tự thân chúng ta vốn là vô ngã. Và cái chiều sâu nhất để chúng ta đạt được đó là sao cái vô ngã đó, các vị thăm dò vào để biết là pháp thân Đức A Di Đà đang có mặt nơi từng tâm niệm sinh diệt của các vị. Và khi biết được điều này rồi thì cái việc làm còn lại là gì? Việc làm chúng ta là gì? Thưa các vị, có ngàn vạn pháp môn này, tịnh độ này, mật tông này, thiền tông, rồi trong cái dòng thiền nó chia ra 9-10 thể loại thiền khác nhau, thiền đông độ, thiền vipassana, thiền tứ niệm xứ, vân vân. Nhưng mà mọi phương pháp tu tập, mọi con đường đều đến một cái đỉnh cuối cùng, đó là thể nhận được cái không sinh không diệt nơi chính tự tâm của các vị, để thành ông Phật nơi chính các vị, chứ không phải thành cái ông Phật nào ở xa lắc xa lơ đâu. Các vị phải thành tựu cái phẩm chất Phật nơi chính các vị. Thế thì cái con đường chúng ta đang đi ngang qua đó là khi các vị có niềm tin quay lại với chính các vị, để khám phá được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, thì cái điều còn lại đó là mình đem tất cả cái sức bình sanh của mình, đời sống của mình đầu tư vô mỗi một việc là sống với cái không sinh diệt. Chỉ vậy thôi, gọi là tu thôi, chứ không có con đường khác. Tu nghĩa là làm thế nào để chấm dứt được tử sinh. Thưa các vị, là các vị ở trong một căn nhà nhỏ, các vị đóng cửa phòng hết, lại không có một chút không khí nào, các vị cảm thấy cái đời sống mình nó khổ vô cùng, tội vô cùng, không thể chịu được, ngột ngạt lắm lận. Rồi mình hình dung là mình nằm trong thai mẹ 9-10 tháng ngột ngạt trong một căn phòng rất tối vậy. Các vị thử hỏi lại mình coi, sung sướng hay là khổ chứ. Thế mà mình có gan chung vô nhiều lần nữa chứ không phải một lần nữa. Mình có gan mình sống với cái sinh diệt, chấp cái này là ta, chấp vui buồn là ta, kỷ niệm quá khứ sầu khổ bất an đó là ta, cất nó trong lòng còn thấy chưa đủ nữa, phải ghi vào nhật ký nữa, rồi in thành sách nữa, để làm gì? Để cho con cái mình nó nhớ, để cho người đời sau biết là mình có một cái chuỗi dài sinh tử như vậy.
chắc mình chưa đủ, thưa các vị, chắc những cái hư nguyện vô lý tư duy dằn vặt trong tâm thức mình là mình nữa. Và thưa các vị, cái điều này là mình đang hứa hẹn trôi dài trong cõi tử sinh. Cái điều cuối cùng mình chia sẻ cùng các vị đó là khi các vị nhận biết được đường đi, các vị biết rằng ngay từng tâm niệm vui buồn của các vị đều có ánh sáng của Đức Di Đà đang rọi sáng, thì cái điều còn lại mình phải làm, phải tu, đó là sống cho được với cái ánh sáng này, với cái pháp thân Di Đà của chính các vị. Và sống được có nghĩa là mình đoạn đứt được con đường tử sinh, không hứa hẹn trở lại trong cái căn phòng tối om om chật chội vô cùng, nằm trong đó tới 10 tháng mới chịu chui ra. Chắc chắn là mình cắt đứt được con đường đó. Bằng không thì mình lay quay mình trở lại, lay quay trở lại. Và thưa đại chúng là cái chuyện tu hành vãng sinh hay không, thành tựu an lạc hay không, hỏi ai đây? Không có hỏi ông A và B gì hết đó. Không hỏi ông thầy nào hết đó. Không có ông thầy nào giỏi hơn các vị cả. Các vị ơi, hỏi mình đi, ta đang sống với ai đây? Sống với Phật ư, hay sống với chúng sinh? Ta đang chọn con đường sinh tử luân hồi để đi, hay ta đang chọn con đường thánh để đi? Ta đang chọn đời sống hạnh phúc cho mình, hay đang chọn đời sống bất hạnh cho mình đấy? Hãy hỏi mình. Nhìn cái suy nghĩ của mình, đời sống của mình, cái hành xử của mình, cái nói năng của mình, thì mình biết vận mệnh mình đi về đâu rồi. Có phải vậy không? Thưa các vị, điều này rất là rõ ràng. Và người thực sự ham tu rồi, người đó rất là sợ nhân quả là một. Người đó dành từng phút, dành từng chút thời gian và năng lượng đời sống để sống miệt mài với đạo, sống với cái nhận biết sáng ngời, rõ ràng, hiện tiền. Đó là người đó cực thông minh, biết sống để ngay một đời này lợi dụng giữa kiếp tử sinh này hoàn thiện phẩm chất của một ông Phật nơi chính căn vị. Mình chưa đạt đến cái chiều kích thành tựu ông Phật nơi chính mình thì mình vẫn còn trong nỗi bồng bềnh. Phải sống thế nào cho xứng đáng. Bằng không thì thưa các vị, ngày tháng đi qua, cuộc đời trôi qua cả tay các vị nắm không được. Và tới lúc chân bước vô hòn người ân hận thì chuyện nó muộn, không kịp đâu. Phải hứa với lòng là một hơi thở vào hơi thở ra là tu. Không có cái chuyện là tới chùa mới tu, thời khóa niệm Phật mình mới tu. Có người hỏi thiền sư A Chan Cha là làm sao tôi có thể tu. Ông nói là ông đừng tưởng là xả thiền đó là không còn hành thiền. Chỉ là cái việc thay đổi tư thế thiền chứ không hề có chuyện xả thiền. Anh ngồi là thiền, anh buông chân ra anh đứng cũng thiền, anh ăn cơm cũng phải thiền, anh sửa soạn ngủ cũng phải thiền. Làm thế nào cái sự thực tập nó một vòng tròn từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, chứ không có cái chuyện là nghỉ một chút rồi tu tiếp, không có chuyện đó. Anh gắn cái chuyện tu anh vào với hơi thở, đi theo hơi thở, đi vào đi ra thôi. Nếu hơi thở còn đi vào đi ra thì cái chuyện quan trọng nhất của đời người là thực tập để có thể thâm đạt và chiều sâu nhất của bản thể chính mình, thế mới hoàn thiện được kiếp sống. Bằng không thì thưa các vị, ta vẫn còn hò hẹn với tử sinh, hò hẹn với cái chết. Đó là đôi điều mình chia sẻ trong bài kinh Pháp Cú hôm nay. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng lại đây. Xin cảm ơn các vị. Dạ, thưa mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện